Đang hái sung nha. Đang hái sung về muối dưa chua. Hái xong đi luôn á. Đi đi về hả? Ôi cái sung nó tốt ghê gì đâu. Ai có muốn ăn sung muối thì đến đây nha. Tặng không biếu không hay là bán đây? Biếu. Biếu không phải không? Biếu không mà trả tiền công hái. Rồi. Đang bắt thang hái. Con muối hử đây. Ăn biết bao lâu? Nó đâu hư hao gì đâu. Ôi nó tốt dữ vậy, nó quá trời trái kìa. Đây là cái cây sung quá trời trái luôn. Sung nhiều trái vậy là sung sướng lắm đây này. Có sung sướng không? Ê chụp cho nó tổ ong kìa, bảo trên đấy có tổ ong mới đến đấy. Ờ trên đấy có tổ ong trên đấy đấy à? Đấy. Sao quay được rồi? Dạ, tổ ong. Mà nó nay xuống rồi. Đó, tổ ong này. Mới đến. Tổ ong mới đến. Vậy là vừa sung sướng, vừa giàu có và phú quý nữa hả? À? Chịu gì nổi? Không, chờ cái vậy mới đó cái trời. Ừ, quá trời luôn. Ừ, quanh năm thấy quanh năm có trái. 3 tháng một lượt. 3 tháng một lượt à? 1 tháng 20 ngày. 1 tháng 20 ngày. Nhà người ta có cây sung, người ta canh hết rồi. Đây cái gốc của cây sung. Vậy bây giờ muối này là sao? Bây giờ rửa sạch, ngâm nước muối rồi sao nữa? Rồi nấu nước lên ra củ hành vô. Hành hay tỏi? Hành tỏi, hành thì cũng được. Tỏi cho ngâm ăn luôn. Tỏi á. Tỏi đúng không? Hành. Tỏi. Muối như muối cà mà. Đúng rồi. Tỏi ớt. Cho ly cho còn quặng cho ly này cho vô nữa. Thôi vậy tôi ăn rồi đi luôn. Vậy là này là nước hơi ấm ấm với lại đường muối với tỏi vậy thôi gì? Này Trang, lục bình này. Ngon không? Đâu tí anh thử xem sao. Chào đem ra quảng cáo rồi ha. Còn cắt đầu cắt đuôi á. Cái dao cắt ra luôn hả? Cắt từng cọng hột một vậy á. Sao làm biếng vậy? Cao làm được cho tôi làm được. Làm nữa. Nước với lại muối nha, khuấy đều lên rồi đầu giờ làm ngâm. Ăn bắp gì không ăn? Trời ơi, ngâm rồi ăn nó giòn. Ăn giòn lắm mà, giống cà không? Đồ phát cà, ngon cà pháo. Ngon hơn cà pháo luôn á. Ủa sao bà chưa làm cà phê sữa đá tôi à? Dưỡng. Dưỡng, kỳ á. Tự chơi ngâm ăn món của ai? Phải cà pháo á, của Bắc. Thì cà pháo là của Bắc, còn sung là của người miền Nam. Người miền Nam mình chế ra đi. À miền Nam mình tự chế ra, bắt trước vậy là cà pháo của miền Bắc, còn cái gì? Sung là của miền Nam đúng không? Mẹ ăn sống bình thường mà. Thì ăn sống được, nhưng mà điều mình đó, cắt đầu cắt đuôi. Con biết chạy cái rồi cho vào đây. Cái bà ngâm cho nước ngâm nha. Bà lấy cái nón đầu chứ. Biết ông về kho cá cho vào ăn hết cá rồi ăn tới. Rồi lát nữa ngâm chua xong nghe, bây giờ hoàn thành rồi.